cái gì tôi mua cũng được, hay tôi có hết ở trong ngoài thuốc đó. Nhưng mà tôi ngại cái này nè, tức là người ta hay mua thuốc bắc ở bên Trung Quốc, nó nhập về, về anh biết không? Dạ. Cái là nó thuốc thuốc nam là vậy đó. Là nó xịt bên chỗ Trung Quốc, là nó xịt cái tôi sợ thôi, tôi nghi thôi. Chứ còn cũng tôi chưa thấy nó làm cái điều đó, mà tôi cứ ngại, tôi cũng dám uống là. Chứ còn mua thuốc vô trong tiệm thuốc bắc, tôi mua mấy em đó mua cả ký, cả 10 ký cũng có. Nhưng mà thế này, tôi quyên tiền để mua cái đó, nhưng mà này tôi sợ là nó xịt cái thuốc bảo quản, anh hiểu thuốc bảo quản á nè. Thuốc mà kiểu như người ta ngâm cái cây đó. Không có không gì chống chống máu mọc đó. Chống máu, chống mực, chống ấy. Gạo miền Tây tôi đố anh ăn nó có mọc, anh mua gạo thơm miền Tây không bao giờ có mọc vì nó đã xịt thuốc rồi. Còn gạo quê của mình là để cho khoảng nửa tháng là cái con gì nó bay ra nó có mọc ngay. Cho nên mà tôi thích cái sạch sẽ, cái cây chanh á, sạch á, của anh ấy. Ví dụ thân thuốc của anh nấu 5 vị, 4 vị gì đó, chữa đau khớp, lo lốc, lo đì đó vân vân. Thì nó rất là an toàn. Chứ còn mua vô trong cái tiệm thuốc bắc đây là tôi quen hết chứ. Nhưng mà tôi mua tôi sợ cái thuốc họ bảo quản á nè. Là tôi không thích cái đó. Vì tính tôi rất thích sạch sẽ. Là đừng có bảo quản gì. Thật tự nhiên xanh, đẹp, sạch. Thế thôi. Là đắt tiền mấy tôi cũng chơi. Chứ còn cái mà tôi sợ cái thuốc bảo quản của bọn Trung Quốc á. Cho nên tôi mới gọi anh đó, tôi mới trao đổi anh nhiều vấn đề. Tôi thích thuốc nam là chỗ đó. Hắn không có cái chuyện thuốc bảo quản. Bây giờ anh đang ở Đắk Lắk à? Thế rồi chủ anh có cái hai của anh là anh lên mạng anh nói hai cái giọng anh nó rõ là nó vang vang, nó nghe sướng lỗ tai biết không? Nghe rõ. Còn cái mấy ông kia là tôi phải đeo iPhone phốn đào lỗ tai mệt quá. Rồi nè, bây giờ cháu ghi âm rồi nè, chú nói đi, chú đăng lên mạng. Chú có biết cái bài thuốc gì hay chú nói đi, chú đăng lên mạng. À, đúng rồi. Bây giờ anh ơi. Bây giờ đưa đồ anh thí dụ như có mấy vị thuốc gì đó ông anh cho tôi nói cái này ra, ví dụ như cây khúc khắc đó là thuốc bổ kinh nè. Cao huyết tử nè. Đó, bộ công an nè. Đó, kim ngân hoa thì tôi có rồi, tôi mua Hòa Nậu gỡ vô rồi. Kim ngân hoa nó gỡ tôi cây bự đẹp lắm, cây to bằng ngón tay út á. Rồi tôi khoái rồi được một cây. Còn cao huyết tử gỡ về 4 cây chết mẹ, nó có được có 15 phân chết rồi. Rồi tôi đi tôi mua những cái cây tôi đang kể với anh vừa rồi đó. Đó là anh ví dụ vào đầu có thì anh kể cái lưu số tôi đi, anh nghe đây. Tôi thấy anh vô trong Zalo của tôi rồi đó. Đây lưu thì, rồi nè. Các bạn đi. Thì tôi cái số này là có Zalo. Có gì anh có những cây thuốc mà cái giống mà tôi thích tự tôi trồng để một vườn tôi, cái rồi tôi hái tôi uống hàng ngày chơi với. Nó sạch sẽ. Chứ còn đi mua trang thì tôi cũng mới mua. Với thuốc nam tôi thích thuốc nam ơi. Anh à. Nếu nghe thôi đầu năm có gì hiện nay có bận không? Thì đi đào hạ thủ ô đấy. À đào hạ thủ ô đấy nè, đi về đầu năm có hạ thủ ô. Ông nói là hạ thủ ô quý lắm nè, thuốc quý đó nè. À, nó muốn để cho tranh tóc bỏ ra đấy. Rủ nhau lên núi tìm hạ thủ ô. Uống cái nó mẹ lắm á. Hạ thủ ô trong tài liệu. Nó khỏe cho sức hạ thủ ô. Anh đâu đi đào, hậu đào anh gửi cho tôi được không? Được chứ, đi đầu gửi cho nổ đây mà, trị tóc bạc. Sao vậy anh? Trị tóc bạc á. Nó không có hả? Có chứ, đi đầu mà nó cũng ít. Ngày đầu 3-4 ký mà giờ xác lát ra, mình ngâm nước gạo đó, mình xay bột gạo đó, mình ngâm qua đêm. Rồi giờ phơi khô còn có 1 ký à. Ừ chứ anh gửi cho tôi cây tôi anh bỏ vào ra, cây đấy bưu điện nào lỡ. Bây giờ nó có địa chỉ nó đem tới nhà anh ơi. Đem tới nhà nhưng mà ý là cây tươi sợ là nó bị hư, nó chết đi. Sợ nó chết đi chứ. Cây tươi sợ nó không. Anh gửi tôi cái để tôi uống á, tức là cái cũ á, còn cái cây á, thì bữa sau từ từ anh đi anh. Uống. Tôi đề nghị anh cứ trồng cho nhà anh đất bạn bè anh bỏ ra cái chậu sống rồi cháu gửi cho tôi chứ. Cháu cũng đang uống đây. Mà từ từ. Cháu cũng đang uống hạ thủ ô đây, thấy trong tài liệu thấy trong tài liệu người ta họ cũng kêu hề cái như là nó trị tóc bạc hay, nhưng mà ngược lại nó còn có cái công dụng nữa là cái như là trị
kéo dài thời gian quan hệ nữa đây, nên uống một bữa tốt vô lắm. Cháu uống cũng được 10 ngày rồi đó. Thôi đâu, gửi cho tôi uống đi, anh gửi cái cũ đi, tôi uống rồi tôi vô đi. Còn chuyện tôi thích lắm, anh cứ gửi cho tôi cháu... mấy ký ra, anh gửi anh đào được mà, cháu mà, thì cháu gửi tôi, cháu làm thuốc thang là, anh đưa họ chuyển cho tôi gửi tiền ship tiền đồ rồi. Cái công ty cái chỗ Viettel đó, chỗ bưu điện nó đưa tiền lại cho anh gì đâu. Thì ý là cháu cũng đang làm bên làm cái bài thuốc đây, là nó điều hòa huyết áp, làm thuốc bổ rồi trị bạc tóc luôn. Thì cũng bán 70.000 thang nè. À thôi ông đấy. Ông cứ gửi hồi thu vô cho tôi nha. Còn cây hồi thu vô thì bên nào sống được á. Yeah. Ông giữ giống đi, sống được á thì anh gửi cây giống cho tôi. Tôi bồi dưỡng thì ông yên ok thì gửi thì ông muốn bia chơi yên tâm đi. Thì 70.000 thang đó, chú lấy mấy thang là cháu gửi cho, có kết hợp cơ. À, cái gì anh? Ý là 70.000 một thang, có kết hợp là coi như là 6-7 vị thuốc ạ. Cỏ mần trầu này. À, có hà thủ ô à? Hà thủ ô, cỏ mần trầu, thảo huyết minh, đậu xanh. Rồi rồi dây giáo của Lam, kết hợp 6-7 loại, 6-7 vị á. À, rồi ông gửi cho tôi cái đó đi, cái tôi gửi điện thoại, cái tôi gửi tin nhắn qua ông địa chỉ cho chính xác nha. Dạ dạ, gửi tin nhắn ngay ngày mốt, ngày mốt cháu ship cho, rồi. Tại vì có một mớ hà thủ ô khô nha rồi. Rồi, cô anh cứ gửi cho tôi chụp thang đi, không thử đã. Rồi, ok. Chú cứ nhắn okay, tin địa chỉ. Tôi nhắn qua bây giờ đó. Dạ dạ. Địa chỉ cụ thể luôn, rồi. Dạ. Ok, cảm ơn anh nha. Rồi, đăng cái video đây luôn nghe. Rồi, ok. Đang nói chuyện tâm sự cho vui. Rồi.